Rồi đó, ông đi với anh dựng canh nữa. Mình mình đâu? Dạ. 100 đến 1.000 đúng không? 100 đến 1.000 thôi. Đó, ví dụ như mình tới cái thời tiết mình cần rồi, ví dụ như 400.000 ha, ở bên trong này. Thì cái cách sử dụng của cái đầu, cái GPS này như thế này là mình sẽ sử dụng một con. Đối với cái tàu lớn á, thì mình sẽ sử dụng một con xanh. Đối với cái tàu nhỏ này mình sẽ sử dụng một con vàng. Thì mình gắn chặt vô nhá, không có chặt quá được, chặt quá không được thôi. Mình đưa vô trong cái khu vực thì nó có hai nóc này, một nóc này, đó là nó dừng là nóc này. Nó thứ hai đó, hai lóc đúng không, lóc này là chỗ đây dưng này, không có lên xuống được này, đó nó cứng này, mình thấy con lóc nữa. Thì khi mà mình hút thì mình phải để lóc thứ nhất, xong rồi mình đưa vô trong cái này cái dung dịch, mình thả nó từ từ thôi để dung hút từ từ đó. Chứ mình thấy là nó lóc dài không, lóc thứ hai là lúc mình xả ra rồi đó, là lóc thứ nhất mình thả ra đúng không. Còn khi mà đưa vô ống nghiệm á, mình sẽ bóp một phát mạnh thôi, đừng có từ từ nữa, một phát tới nó cuối cùng luôn, là nó thứ hai luôn đó, thì nó sẽ xả hết toàn bộ trong này ra. Còn nó kia là nó sẽ bắt không khí ở trong này, còn đây là nó sẽ đẩy hết toàn bộ không khí ra luôn. Thì nữa là khi hút là mình chỉ hút nóc nhất, khi mình xả xả hai nóc luôn hai. Rồi đó, sau khi mình dùng á thì hóa chất nó sẽ bám vào cái đầu này đúng không, mình hút đây. Thì bây giờ mình dùng tiếp nữa thì nó sẽ dùng cái hóa chất khác thì nó sẽ hư, nên là mình sẽ bỏ cái này ra, bỏ cái bên cái đưa vô đây, mình bỏ vào cái nút đây. Rồi cái đầu con kia cũng như vậy thôi. Thì chú ý là mình nếu mà được thì mình ghi tên ở đây cho mình dễ hết. Dạ. Thì còn bình thường thì có một hai bình nhân luôn đó mà ghi. Rồi cái hóa chất của sử dụng á, thì trên này nó có ghi tên hết rồi. Tính cái lạnh như thế này mùi nữa. Thì cái nào em sử dụng là giống rồi. Thì là mình dùng hết cái mình đã sử dụng rồi, mình mới dùng cái mới. Đúng rồi, mình hết rồi. Ở đây là cái chất chuẩn thì trên đây nó có ghi chuẩn của gì luôn. Cái này sẽ bỏ như cái hộp, cái hộp đó. Thì lâu lâu nếu mà nghi ngờ thì mình trên đây mình để chuẩn. Nhìn mình biết cái nào chuẩn. Nó có hủ hộp chuẩn. Có tên, có tên nhá. Hộp nhỏ là hộp chuẩn. Nó có tên, có tên. Còn bạn thì ai siêu đấy mà cô xin vô này. Còn mà đó là chúng chúng có cái gì? Chúng là chuẩn của ICU đấy. À. Lát nữa xem bỏ trường hợp. Còn mà chúng sao kia là nó sao? Dạ. Chuẩn thì nó đã có cái giá trị rồi, tức là lúc mà xuất xưởng á là nó đã có cái giá trị của bệnh nhân rồi, cái giá trị của cái hũ này rồi. Ừ. Thì mình dựa vô cái này để mình chạy coi cái máy mình đã ra đúng cái kết quả xuất xưởng chưa, của cái này chưa. Thì lúc đó mình mới làm cho bệnh nhân nó mới chính xác. Thì mới được như vậy. Làm sao mình biết nó sai? Làm sao mình biết nó sai? Thì bây giờ giá trị ở đây là 357 đúng không? À. Mình chạy cái máy mình ra 600 thì máy mình sai. Đấy. À. Mình phải chạy nó làm sao về đúng 357. Còn bây giờ em chạy thử. Dạ rồi ok để em chạy lại nha. Hai siêu nha. À. Đầu tiên là máy xuất xưởng thì nó chưa có giá trị gì hết, cho nên mình phải chạy chuẩn. Thì mình phải pha cái đây với hóa chất đã thôi. Thì mình chạy siêu rích. Tôi cũng cây của tụi anh cũng cầm nhé. Rồi, nó sẽ báo này, máy mới này, chưa calip này, invalid calip data này, là mơ calip lại này. Rồi ok, đây cảm ứng nhé. Rồi, đầu tiên là ở cái mức này, đây là cách sử dụng nhé. À, bật máy lên nó sẽ là màn hình này nhé. Màn hình, ở đây là cài đặt. Cài đặt thì cũng không cần đâu, sau này em sẽ hướng dẫn Zalo. Đó, thì cái mục đây là cài đặt. Mục đây là chạy test. Đây là kết quả đã lưu, đây là của bảo trì máy, tắt máy, cài đặt, à. Xem cái giá trị clip về QC mình đã làm rồi, nên mình sẽ chạy ở test này thôi. Rồi mình chọn cái chương trình mình đo, ví dụ như là hãy xuống rít, hãy xuống rít, rồi mình đang view clip. Đầu tiên là cái mục này, nó lúc nào nó hiện mục này là mình sẽ chạy nước cấp. Máy này không chạy nước khác, trừ nước cấp, rồi đưa vô rồi nhấn cái nút đây. Rồi, này rồi. Đó nó kêu tiếp thứ hai là bỏ ra. Đây nó sẽ đo cái nước cấp. Thì thường là nước cấp là cái giá trị nó phải là 0 là chính xác nhất. Thì 0.1, 0.2 gì đó thì lâu lâu nó bị lỗi máy, hoặc là nó lâu á, dùng lâu á, hoặc là nước dơ gì đó, nó sẽ không máy chứ nó không về 0. Đúng rồi, đây cấp. Là đó, sẽ phải sang nước cấp. Rồi tiếp theo là đâu nó vô không đâu? Không em, cái gì không em. Không rồi, sao đây chạy nó đây như thế?
Đâu không nghe biểu đồ anh, không nghe. Tức là nó đo nhiều lần chứ không phải nó đo một lần, nó đo 12 giây. Đúng rồi, mỗi giây nó sẽ đo một lần. Đúng rồi. Ví dụ như ở cái thời điểm cái giây thứ nhất là nó không, mà thời điểm giây thứ hai là nó đụng vô cái rêu chẳng hạn thì nó lên tới 1800 1900 luôn. Đó nó phải làm biểu đồ. Biết rồi.